Chào các bạn, mình là Nguyễn Hưng, mình đến từ công ty Đức Phát. Ngày hôm nay là công ty Đức Phát là sẽ chuyển giao là máy đóng gói túi có sẵn. Đây là đóng gói hạt giống cho công ty Hoàng Lâm. Đây là máy đóng gói là túi có sẵn tại định vị Hoàng Cốc Long. Toàn bộ là máy đã được kết nối và lắp đặt. Ngày hôm nay là cán bộ kỹ thuật công ty Đức Phát sẽ chuyển giao công nghệ máy móc thiết bị cho công ty Hoàng Lâm. Mời các bạn cùng mình là tham gia buổi chuyển giao công nghệ này.